thấy những cái khu nhà tiếp theo và ở trong khu vực này thì chính là trung tâm của trụ sở của Facebook tại Đức, tại Deutschland, tức là tại Đức. Và các bạn cũng đã biết ông giám đốc, tức là người phụ trách điều hành của Facebook là ông Zuckerberg. Đây, đây là hình ảnh của ông ta, và các bạn thấy rất rõ đúng không ạ? Và trong cái thời gian vừa qua ở Việt Nam, mạng xã hội đã phát triển rất mạnh, với hơn 30 triệu người Việt Nam sử dụng. Và hàng ngày những người Việt Nam này đã dùng với dung lượng là trên 2 tiếng, mỗi người dùng hơn 2 tiếng để vào mạng xã hội và vào Facebook, chủ yếu là vào Facebook để họ tra cứu, họ xem thông tin, họ mua bán và họ trao đổi với nhau. Phải nói rằng là mạng xã hội đã tiếp xúc và tiếp cận được với người Việt Nam rất nhanh trong thời gian vừa qua. Và cái con số không dừng lại ở đây, càng ngày càng tăng lên với số lượng đáng kể mỗi ngày. Và đó là cái tiềm ẩn, cái cạnh tranh rất lớn đối với hơn 800 tờ báo và kênh phát thanh truyền hình của Đảng Cộng sản Việt Nam lập ra để phục vụ người dân, nhưng chủ yếu là để định hướng người dân, để họ không có những tiếng nói đối lập, hoặc họ chỉ được biết những cái thông tin mà phía chính phủ Việt Nam cho họ được biết mà thôi. Và với số lượng hơn 30 triệu người Việt Nam đang sử dụng Facebook tại Việt Nam thì cũng là cái nơi mà người Việt Nam luôn luôn bàn tán, thảo luận và đưa ra những cái thông tin mà những cái đài truyền hình và đài phát thanh ở trong nước không hề đưa ra. Và điều đó đã đem đến cái sự khó chịu cho chính phủ Việt Nam, và đặc biệt là ban tuyên giáo và người đứng đầu là ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, và cũng đồng thời là ông ta có một chức vụ rất cao, đó là Ủy viên Bộ Chính trị. Và ngoài ra, với những cái phương tiện truyền thông ở trong nước thì ông Võ Văn Thưởng là cái người mà chịu trách nhiệm toàn bộ, từ đài truyền hình, đài phát thanh của tất cả các tỉnh thành. Và hàng tuần thì cái cơ quan đó tại Hà Nội thường có những cuộc họp để gặp gỡ với những cái người đứng đầu ngành của ngành truyền thông ở Việt Nam, để họ có những cái thảo luận và có những cái chỉ đạo là đưa hoặc không đưa những tin nào. Thì đấy là cái điều mà ở các nước phương Tây tư bản và dân chủ như thế này thì không hề có. Vậy mạng Facebook đã đem đến cái sự cạnh tranh rất dữ dội đối với truyền thông trong nước. Chính vì vậy mà không những thế, những người Việt Nam sử dụng mạng Facebook vì ít được biết những cái thông tin chính thức từ cơ sở trung tâm của Facebook tại Đức hoặc là tại châu Âu hoặc là tại Mỹ. Chính vì vậy mà họ đã thường vi phạm rất nhiều những cái vấn đề ghi trong tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook. Mà các bạn có thể thấy đây là hình ảnh mà có một số người thường xuyên hoặc là đã bị vi phạm trong cái việc đó. Đây là hình ảnh các bạn thấy. Và trong này ghi rất rõ là tạm thời bị chặn hoặc đăng bài viết, hành động bị chặn tạm thời sẽ kéo dài 30 ngày. Bạn sẽ không thể đăng bài. Đây là những cái ví dụ minh họa cụ thể mà chúng ta thường thấy và hay gặp ở trong khi mà sử dụng mạng xã hội này. Đấy. Và cái nguyên nhân của nó thì rất nhiều. Và trong cái cuộc gặp với đại diện của Facebook tại Đức vào trong cuối tuần vừa rồi, cũng như là với tổ chức phóng viên không biên giới, thì chúng tôi cũng đã tìm hiểu rất nhiều những cái thông tin mà họ đưa ra. Và cái thông tin mà người Việt Nam hay bị gặp nhất, mà các bạn cần phải quan tâm và lưu ý để không tránh bị gặp như vậy và bị khóa Facebook hoặc xóa các status của các bạn, đó là việc các bạn đã đưa ra những cái thông tin cá nhân của người khác lên trên mạng xã hội. Đó là số điện thoại, hoặc là những cái hộ chiếu, hoặc là những bằng lái xe, hoặc là những cái giấy tờ có cái thông tin về thân nhân đó. Ví dụ như là một trường hợp như mà chúng tôi hôm nay vừa ghi nhận của một người vừa chia sẻ trên mạng xã hội. Đây là cái hình ảnh mà các bạn có thể thấy. Và họ nói rằng là nói tên của họ, và cái rất đáng ngại của cái status này là ghi rất rõ số điện thoại của cái người mà họ chia sẻ ở trên mạng xã hội. Vâng, đấy, thì đây số điện thoại. Và với số điện thoại mà họ chia sẻ như thế này thì là vi phạm hoàn toàn vào tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook. Và điều đó là dẫn đến việc mà cái trí tuệ nhân tạo của Facebook họ đã tự lập trình, và họ sẽ lập tức khóa cái tài khoản này lại trong một thời gian nhất định, để cái người mà vi phạm đó không thể tiếp tục đưa những thông tin cá nhân của người khác lên trên mạng xã hội như vậy. Và ngoài ra, các bạn cũng không nên đưa những cái vấn đề là giấy tờ, hộ chiếu, vì ở trong hộ chiếu thì nó có ngày tháng năm sinh, có địa chỉ nơi ở của cái người được đưa lên. Và ngay cả khi mà các bạn đưa hộ chiếu hoặc là bằng lái xe của bản thân mình lên thì điều đấy cũng vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, bởi vì Facebook đã nói với chúng tôi rằng là bất kỳ những cái thông tin nào như vậy thì chúng tôi đều có hệ thống tự động kiểm tra và họ sẽ khóa tự động.
và như kể cả là cá nhân của cá nhân bạn, bởi vì là họ phải có trách nhiệm bảo vệ cái thông tin đó trước những cái tấn công, trước những cái thông mà không mong muốn từ những cái người khác, hoặc là họ có thể copy, tức là sao chép lại cái thông tin mà các bạn đã chia sẻ và gây hại cho những cái việc khác. Thì đấy là cái việc như vậy. Và cái điều mà tiếp theo mà Facebook cũng đã miêu tả với chúng tôi rằng là các bạn không được phép sử dụng hai tài khoản Facebook cá nhân cho một người, tức là bởi vì cái quy định của họ là chỉ có một mà thôi. Như vậy là nếu mà các bạn đang trong quá trình bị khóa tài khoản nhưng các bạn lại tiếp tục lập các tài khoản khác và dùng cái tài khoản đó để viết hoặc để đăng status tiếp theo thì cũng sẽ bị khóa rất nhanh. Bởi vì là các bạn phải biết rằng là cái trí tuệ nhân tạo của Facebook họ đã được lập ra, và cái trí tuệ đó nó tự động nó nhận dạng những cái người mà sau khi bị khóa và tiếp tục sử dụng những chiếc điện thoại có cái số ID đó. ID, mỗi điện thoại đều có một cái ID, và cái ID đó nó sẽ được lưu vào trong những cái hệ thống. Và khi bạn dùng cái điện thoại đó, kể cả bạn thay SIM điện thoại khác, kể cả bạn dùng cái số email khác, thế nhưng mà Facebook nó vẫn nhận ra đấy là cái điện thoại của một cùng một người. Vậy thì với cái điện thoại đó, nếu các bạn tiếp tục lập một cái tài khoản khác thì các bạn cũng sẽ bị khóa, và khóa liên tục. Cứ lập một tài khoản khác chỉ sau 30 phút là lại khóa tiếp. Đấy. Và đấy là cái điều mà các bạn nên lưu ý, là khi mà đã bị Facebook khóa tài khoản thì phải kháng nghị. Và nếu kháng nghị chưa được thì có một số người có thể dùng cái cách là họ mua một cái điện thoại khác, họ dùng cái SIM khác, dùng cái email khác để đăng ký tài khoản tạm thời dùng. Thì có như vậy thì có thể là họ sẽ không nhận ra. Nhưng nếu vẫn dùng cái điện thoại cũ hoặc là máy tính cũ đó, hoặc là dùng cái modem, tức là cái internet, cái đường internet mà các bạn vẫn dùng, thì nó đều có số ID. Và ID này thì Facebook đã nhận ra, và nếu nhận ra thì nó sẽ khóa ngay lập tức chỉ sau ít tiếng đồng hồ. Cái điều tiếp theo mà Facebook cũng đã chia sẻ với chúng tôi là cái việc mà tài khoản khóa là bị có những cái người ta chia sẻ những hình ảnh của tức là hình ảnh khỏa thân, hoặc là những cái hình ảnh của các cháu nhỏ mà ít mặc quần áo, ví dụ như là đang đi tắm, đi bơi, hoặc là bản thân các bạn khi mà chia sẻ những hình ảnh đó mà các bạn có những cái đưa ra những cái thông tin ví dụ như là con tôi tắm đây, hoặc là đưa hình ảnh đó lên, thì cái điều đó cũng không được phép. Bởi vì đây các bạn nhìn xem, ví dụ như những hình ảnh như thế này đấy, các bạn nhìn xem hình ảnh như thế này. Nếu hình ảnh như thế này thì là cũng là vi phạm. Bởi vì sao? Không được phép đưa hình ảnh trẻ con tắm rửa và không ăn mặc như thế này lên trên mạng xã hội. Và với những hình ảnh như thế này thì Facebook sẽ lập tức khóa tài khoản, và rất nặng. Đấy, đây là cái hình ảnh đấy. Bởi vì họ phải bảo vệ cái quyền của trẻ con, trẻ em không được phép đưa những hình ảnh này lên trên mạng. Bởi vì các bạn cũng biết là khi mà đưa lên mạng thì có rất nhiều những cái người, có những cái đối tượng mà họ sử dụng những hình ảnh này để họ tiếp tục làm những cái việc mà không hợp pháp và không tốt. Chính vì vậy mà Facebook đã phải đưa cái hệ thống khóa tự động này vào trong cái phần mà kiểm tra và tài khoản đó. Tất nhiên còn rất nhiều những cái trường hợp khác mà chúng tôi có thể tiếp tục lưu tâm. Ví dụ như là Facebook cũng sẽ khóa những cái tài khoản nào mà sử dụng những cái lời lẽ lăng nhục những cái người nào đó, hoặc là một nhóm nào đó, hoặc một đất nước nào đó. Ví dụ các bạn nói những cái từ nói tiếng sợ lóng về Trung Quốc như Trung Cẩu cái gì đó, thì tất cả những cái thách đó, những cái đó nó sẽ được nhận dạng ngay lập tức, và lập tức cái tài khoản đó sẽ bị khóa hoặc là không cho phép bình luận trong một thời gian nào đó. Và nếu các bạn tiếp tục cứ vi phạm như vậy thì đương nhiên là tài khoản nó sẽ bị khóa càng ngày càng dài hơn, và thậm chí có dẫn đến trường hợp là khóa vĩnh viễn. Thì đấy là cái các bạn nên tránh. Bởi vì theo như giải thích của Facebook tại Đức, thì chúng tôi đã gặp ở trong cái khu đây là cái nơi mà khu của trụ sở của Facebook tại Đức, và họ nói với tôi rằng là nếu trường hợp mà một cái tội phạm chiến tranh, ví dụ như ông Hitler, thì các bạn có thể lăng nhục hoặc là nhục mạ được, bởi vì đấy là có cái phán, đấy là tội phạm, tức là đấy là cái tội phạm mà đã được tòa án quốc tế đã xét xử, tức là họ đã đưa ra cái cáo trạng là đây là một cái tội phạm chiến tranh. Nhưng có những cái người mà kể cả những cái người mà các bạn cho rằng là tham nhũng hoặc độc tài, thì các bạn cũng không thể như ông Nguyễn Phú Trọng chẳng hạn, thì các bạn cũng không thể, hoặc Nguyễn Xuân Phúc không thể nói những cái từ nhục mạ ông ta ở trên những cái phương tiện mạng xã hội, bởi vì điều đó là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook. Và rất nhiều, càng ngày càng nhiều những cái từ khóa đó đã được đưa vào trong hệ thống quản lý của Facebook. Và khi các bạn sử dụng cái hệ thống đó để vào cho cái việc hoạt sinh hoạt của mình, thì nên lưu ý là tránh sử dụng những từ lăng nhục và nhục mạ như vậy. Mà họ đã, Facebook cũng như là tổ chức phóng viên biên giới đã lưu tâm cái vấn đề này đối với người Việt Nam của chúng ta. Bởi vì người Việt Nam của chúng ta rất hay bị cái trường hợp đó đã xảy ra nhiều. Đây là hình ảnh của chúng tôi đã làm việc với một cái cô. Đây là một cái
của Mariner. Đây là hình ảnh của Mariner mà tôi đã làm việc cùng với tổ chức phóng viên không biên giới, cùng với Facebook ở đây để hỗ trợ giúp cái cộng đồng người Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài tránh bị xóa khóa tài khoản hoặc là có những cái lỗi gây ra mà dẫn đến cái việc mà tài khoản bị ảnh hưởng nặng nề. Và trong thời gian tới thì chúng tôi vẫn tiếp tục làm cái chương trình này, và đương nhiên là với cái thông tin mà các bạn gửi lên hàng ngày hoặc là khi các bạn bình luận vào trong những cái chương trình video hoặc là chương trình Facebook của chúng tôi ở đây thì các bạn cũng sẽ được tiếp tục trả lời, hoặc là chúng tôi sẽ tìm những thông tin mà các bạn có yêu cầu mong muốn trả lời để các bạn biết được thêm nhiều cái điều mà mới khi sử dụng mạng xã hội. Và ngoài ra thì cũng xin thông báo với các bạn rằng là chúng tôi trong cái đợt vừa qua, thời gian vừa qua, chúng tôi đã làm cái danh sách bảo trợ là 50 Facebook tại Việt Nam, và với 50 Facebook đó thì cái lượng follow của riêng 50 Facebook đó đã hơn 1 triệu người rồi. Thì đấy là cái điều rất tốt cho chúng ta. Và trong cái trả lời Facebook chúng tôi vừa trả lời chúng tôi cuối tuần vừa qua, thì trong cái công việc nói chuyện đó thì họ có nói rằng là đa số 50 người đó đã được mở lại tài khoản, và cũng như là những cái sa sút nào đó mà không vi phạm thì đã được mở. Thì họ thấy rằng là đến 30% là những cái tài khoản hoặc là những cái sa sút đó đã được mở lại. Và tất nhiên các tài khoản thì tất cả các tài khoản thường đã được mở lại hết rồi. Tuy nhiên có một số tài khoản trong 50 người này thì họ không thể liên hệ được bằng email BMI, cho nên là chưa thể mở được. Cho nên là những cái người nào trong danh sách 50 người vừa qua chúng tôi đã cập nhật và gửi đến Facebook để họ xử lý, thì hãy nếu mà chưa được mở thì qua cái YouTube cũng như qua Facebook này các bạn có thể tiếp tục cung cấp thêm cái thông tin cần thiết để cho chúng tôi, để chúng tôi mở cái tài khoản trong cái danh sách 50 người đó. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã tiếp tục làm cái chương trình thứ hai trong cái dự án chung của chúng tôi, tức là 1.000 Facebook cộng tại Việt Nam, tức là bảo trợ cho 1.000 Facebook tại Việt Nam trong cái năm 2019-2020. Thì đấy là cái kế hoạch của chúng tôi, bởi vì chỉ khi bảo vệ được cái tiếng nói độc lập của các blogger, của các nhà báo, của những cái người nói lên tiếng nói sự thật và đấu tranh cho tự do và dân chủ một bằng cái biện pháp hòa bình và lịch sự cũng như là dùng ngôn ngữ hợp lý, thì chúng tôi luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ, ủng hộ để các bạn có cái tài khoản vững chắc và đầy đủ để các bạn tiếp tục hoạt động trên cái việc truyền thông của mình. Và cái người mà chúng tôi ủy quyền tại Việt Nam cùng với chúng tôi làm là cái người cũng rất có kinh nghiệm trong cái việc này và hiểu biết rất nhiều về những cái Facebook, những cái người mà cùng tham gia mạng xã hội với họ, và họ sẽ thông báo tới đây sẽ bắt đầu cái chương trình thứ hai là chương trình với 100 Facebook tiếp theo, tức là đợt 2 thì cũng có một danh sách là không phải 50 mà là 100 Facebook, tức là để tiếp tục bảo trợ cho 100 Facebook tiếp theo. Thì chúng tôi sẽ công bố và đứng trong cái video này, và ngoài ra sẽ có cái bản công bố chính thức. Tất nhiên cái việc bảo trợ này thì không thể làm được tất cả cho mọi người Việt Nam, bởi vì các bạn đã biết ở Việt Nam có trên 30 triệu tài khoản Facebook thì chúng tôi không thể giúp được tất cả mọi người. Nhưng thông qua những cái việc bảo trợ này thì chúng tôi cùng với tổ chức phóng viên biên giới, cùng với Facebook tìm ra được cái lý do, cái nguyên nhân tại sao các tài khoản đã bị khóa. Và qua đây Facebook cũng đã cảm ơn chúng ta rất nhiều, bởi vì là họ đã hiểu hơn được về Việt Nam, họ đã hiểu hơn được về những cái hoạt động của các Facebook tại Việt Nam, và những cái ngôn ngữ và cách sử dụng để họ tìm một cách khắc phục tốt nhất cái hệ thống của họ. Bởi vì họ cũng công nhận, Facebook họ cũng công nhận với chúng tôi rằng trong cái cuộc gặp ấy, thì họ cũng công nhận với chúng tôi rằng là họ cũng có những cái lỗi, bởi vì là đã khóa nhầm những tài khoản hoặc là đã xóa nhầm những cái status của người dùng, và họ cũng rất xin lỗi. Nhưng họ cũng lại học hỏi được rất nhiều những cái thông tin mà họ cần biết, đó là việc khi thế nào cái ranh giới giữa nhục mạ và chỉ trích thì nó rất gần nhau, cho nên là những cái phần mềm mà nhận dạng tự động thì chưa chắc nó đã nhận được hết. Chính vì vậy mà họ cần phải có tích hợp thêm cái hệ thống đó, và thông qua những cái việc mà chúng tôi đưa cái danh sách này ra, họ nghiên cứu rất kỹ 50 trường hợp đó thì họ tìm được hàng trăm những cái điều khác nhau mà họ có thể tích hợp được vào hệ thống. Và cái cụ thể nhất mà chúng tôi đã đề nghị đó là việc mà khi Facebook xóa một cái status nào của một cái bất kỳ một người nào, tất nhiên cụ thể ở đây là đưa trường hợp ví dụ của Việt Nam chúng ta, thì Facebook phải gửi cái đường link hoặc là một cái screenshot, tức là một cái ảnh chụp cái status đó cho cái người chủ đó, chủ Facebook đó, để họ biết được rằng là cái Facebook đó đã bị khóa như thế nào và tại sao bị khóa và khóa ở status gì đấy, để họ còn rút kinh nghiệm và lần sau họ không bị như thế nữa. Bởi vì nếu mà các bạn bị khóa một lần, bị xóa một lần status và bị khóa 3 ngày, nếu mà không biết chúng ta tiếp tục đăng tiếp ví dụ như địa chỉ, số điện thoại của những cái người mà
người ta không đồng ý, tức là về mặt cá nhân ấy, thì các bạn không đồng ý, như trường hợp mà chúng tôi cũng vừa đưa lên các bạn xem đây, ví dụ như trường hợp này chẳng hạn, là đây là cái số điện thoại mà cái người ta đưa lên số điện thoại của một cái người mà ở trong cái hệ thống này là đưa số điện thoại. Thế thì đưa điện thoại này, đưa số điện thoại thế này thì là vi phạm rất nhiều, và chính vì họ không biết cái điều đó cho nên họ tiếp tục lại đưa số điện thoại chỗ khác, đưa cái hộ chiếu hoặc là đưa cái giấy mời lên công an gặp nọ kia, thì trong đấy là có địa chỉ, có họ tên, có ngày tháng năm sinh, thì ngay cả của cái người đó thì các bạn cũng không được phép đưa lên, bởi vì như vậy là sẽ vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng và không cần cái dư luận viên nào báo cáo cả, và chỉ cái hệ thống của Facebook là lập tức nó sẽ nhận ra điều đó. Và đương nhiên là nếu nó chưa nhận ra thì đây là cái kẽ hở rất lớn, và cái dư luận viên trong nước gồm có hơn 10.000 người làm việc cho Quân đội Nhân dân Việt Nam, họ sẵn sàng ngồi chỉ đợi những cái thông tin đó để họ báo cáo, và như vậy là tài khoản của các bạn sẽ bị khóa rất nhanh chóng. Chính vì vậy mà các bạn hết sức chú ý, không nên dùng những cái từ ngữ thô tục trên mạng xã hội, và không nên đưa thông tin cá nhân của người khác lên mạng xã hội, không nên đưa hình ảnh trẻ em tắm hoặc là bản thân những cái người ít mặc, tức là khỏa thân lên trên mạng xã hội. Và tất nhiên là khi mà sử dụng mạng xã hội thì các bạn phải lưu ý thêm một cái điều cuối cùng tôi muốn nói là không nên sử dụng đăng nhập tài khoản ở trên quá nhiều các điện thoại và các hệ thống khác nhau cùng một tài khoản, nhất là những cái điện thoại đó lại hoặc là máy tính đó mới, bởi vì là khi mà Facebook sẽ tự động nhận ra là cái tài khoản đó thường vẫn dùng là máy này, thế nhưng mà tự nhiên là dùng rất nhiều những máy khác, máy mới hoàn toàn. Thế thì chỉ cần các bạn nhập một hoặc hai lần mật khẩu sai thì Facebook sẽ khóa tài khoản đấy lại và đợi xác minh chính chủ. Thế như vậy bạn sẽ bị khóa, bởi vì người Việt Nam của chúng ta thường có thói quen là ngồi ở đâu để mượn máy người nào đó để dùng để đăng nhập vào Facebook, thì cái đó cũng rất là tai hại, bởi vì nó sẽ rất dễ bị lộ cái thông tin cá nhân khi các bạn quên đăng thoát, hoặc là có những hệ thống máy tính nó tự động nó nhớ luôn mật khẩu, thì khi đó người sau người ta cứ vào người ta xem các bạn bình luận. Chính vì vậy mà Facebook đã đưa ra cái hệ thống để khóa tài khoản ngay lập tức nếu các bạn sử dụng quá nhiều máy tính mới ở trong cùng một cái thời điểm gần nhau, và đấy là cái điều mà họ lưu tâm để họ bảo vệ cái dữ liệu cá nhân cho những cái người dùng. Và chúng ta cũng cần lưu ý để biết điều đó, tránh cái việc mà khóa tài khoản một cách bất hợp lý và cũng dễ gây hiểu nhầm ở nhiều vấn đề khác nhau. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de từ Cộng hòa Liên bang Đức ngày hôm nay Chủ nhật ngày 4 tháng 8 năm 2019 ở ngay trung tâm Berlin, và phía sau tôi là khu văn phòng của Facebook tại Đức, và chỗ nơi mà chúng tôi đã làm việc với họ, và thông qua những cái chia sẻ đó họ muốn chúng tôi gửi tiếp cái chia sẻ như chúng các bạn vừa nghe để cho người dân Việt Nam, để cho hơn 30 triệu người Việt Nam sử dụng Facebook hãy cẩn thận khi sử dụng Facebook và lưu ý những cái điều mà chúng tôi vừa nói. Và tất nhiên trong thời gian tới chúng tôi luôn luôn hợp tác chặt chẽ với tổ chức phóng viên không biên giới tại Đức và các nước, cũng như với Facebook, để tiếp tục tìm cách tối ưu hóa hệ thống này và làm sao để người dân Việt Nam của chúng ta được sử dụng ngày càng nhiều mạng xã hội một cách an toàn nhất và văn minh nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Xin tạm biệt các bạn ở đây, và tôi quay một chút hình ảnh xung quanh, và sau đó là chúng ta sẽ 30 phút nữa chúng ta sẽ vào chương trình thứ hai về vấn đề Biển Đông sau đây.